Nam lên báo nước ngoài, đoạn video ngắn quay cận cảnh quá trình lột xác của một con tôm diễn ra trong nháy mắt, thu hút người xem. Không ai rõ chủ nhân của đoạn video, nhưng cảnh quay diễn ra tại một bể thủy sinh ở thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, vừa được trang Daily Mail đăng tải. Được biết chu kỳ lột xác của tôm thông thường từ 10 đến 15 ngày, khi tới giai đoạn trưởng thành, thời gian lột xác sẽ lâu hơn khoảng 30 đến 45 ngày. Lột xác là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của loài tôm. Đây là quá trình phức tạp, Buộc tôm phải tự lột bỏ lớp vỏ cũ ra ngoài để có kích thước tăng trưởng mới, giống như bất kỳ loài giáp xác nào, sau khi lột, lớp vỏ mới ở trạng thái rất mềm khiến tôm dễ tổn thương, nhưng nhờ hấp thụ các hóa chất từ lớp vỏ cũ nên nó sẽ nhanh chóng cứng lại.